Vâng, xin chào tất cả các cô chú và anh chị đã quay trở lại với kênh của em trong buổi giới thiệu ngày hôm nay. Hôm nay em sẽ giới thiệu cho tất cả các cô chú anh chị một chiếc tải, đó là Daihatsu, sản xuất đời 2000. Xe này hạn sử dụng niên hạn còn tới năm 2025. Thùng kính, trọng tải của em nó là 1 tấn 25. Con xe này đã bỏ đăng kiểm hồi tháng 3 năm 2020. Anh chị nào lấy về chiếc xe này về thì đi đăng kiểm lại. Bên em bán với giá mộc mạc cho anh chị là 18 triệu nha anh chị nha. Và sau đây là những hình ảnh và một khúc video của em đó. Mọi chức năng xe thì vẫn đang hoạt động bình thường nha anh chị. Anh chị và chú ơi cũng đừng quên nhấn nút đăng ký và bấm chuông để cập nhật những mẫu xe mới nhất theo ngày tháng ở bên em nhé. Vâng, xin chào và hẹn gặp lại.